Thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đắc Hà khóa 6, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành nghị quyết về lãnh đạo phát triển thương hiệu cà phê Đắc Hà vươn tầm quốc tế giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết đề ra các chỉ tiêu cụ thể trong giai đoạn 2021-2025, ổn định diện tích cà phê của huyện từ 1.200 đến 1.250 hecta cho sản lượng bình quân 3,5 tấn nhân trở lên, thực hiện tái canh 50% diện tích cà phê già củi, năng suất thấp, 100% cơ sở sản xuất, chế biến cà phê thành phẩm, đăng ký và sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Đắc Hà giai đoạn 2025-2030, có hơn 80% diện tích cà phê trên địa bàn sử dụng các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hữu cơ sinh học. Tỷ lệ chế biến sâu đạt từ 1,5 đến 2% tổng sản lượng cà phê của niên vụ. 100% cơ sở sản xuất chế biến và kinh doanh cà phê tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, tiếp tục nâng cao chủ giá trị sản phẩm thông qua việc tăng tỷ lệ cà phê chế biến sâu trước khi xuất ra khỏi thị trường đồng thời phấn đấu nâng sản lượng thành phẩm xuất khẩu ra thị trường quốc tế đạt 2.000 tấn một năm, với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 1,7 triệu đô la vào năm 2025 và 1,9 triệu đô la vào năm 2030.